Mỗi con đường, mỗi cây cầu được xây mới đều mang đến những giá trị to lớn cho sự phát triển của đất nước. Suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, những công trình này càng phát huy giá trị to lớn. Từ tháng 12 năm 2022, truyền hình Báo Tuổi Trẻ sẽ gửi đến người xem loạt phóng sự dấu ấn trên những cung đường quê hương. Từ cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ sông Tiền đến những cung đường rộng mở khắp nẻo đường quê hương sẽ được truyền tải chân thực nhất bởi những nhân vật đã gắn bó máu xương, hơi thở của mình với những công trình ấy. Vào cuối thập niên 1960, tuyến đường từ trạm 2 Thủ Đức đến An Lạc, quận Bình Tân dài 43 km đã được chính quyền Sài Gòn giao cho quân đội Đại Hàn xây dựng nhằm bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất. Và đó cũng chính là lý do mà người dân Sài Gòn đã đặt tên cho tuyến đường này là xa lộ Đại Hàn. Lộ Đại Hàn là tuyến đường dài nhất thành phố và đồng thời cũng là ranh giới giữa một bên là Sài Gòn đô hội, còn một bên là vùng nông thôn, vùng cách mạng ở Củ Chi, Hóc Môn, Trảng Bàng, Tây Ninh, Đức Hòa, Long An. Và đây cũng là khu vực mà chính quyền Sài Gòn đã dùng đại bác đã vào vùng cách mạng. Và tiếng súng đại bác ấy đã được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa vào lời nhạc Đại Bác Đêm Đêm Vọng Về Thành Phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Chiến tranh kết thúc năm 1997, một phần xa lộ Đại Hàn dài 21 km và quốc lộ 22 dài khoảng 60 km được kết nối hình thành đường Xuyên Á dài 81 km. Thế nhưng, thật không dễ để vẽ lên một bức tranh đường Xuyên Á vào những năm cuối thế kỷ 20 khi đất nước nằm trong nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nút giao thông trạm 2 trên xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A là điểm đầu của tuyến đường Xuyên Á kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh dài 81 km. Từ đây thì chúng ta có thể đi đến Phnom Penh của Campuchia, Mạp Tốc của Thái Lan. Thế nhưng cách đây hơn 27 năm thì khởi đầu bài toán dự án xây dựng tuyến giao thông Xuyên Á là một câu chuyện đầy cam go và thách thức. Năm 1995, Việt Nam và Mỹ bình thường mối quan hệ ngoại giao và đất nước thoát khỏi ràng buộc. Đây, các ngân hàng nước ngoài bắt đầu cho Việt Nam vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng ở thời điểm đó, việc vay vốn nước ngoài là đầy khó khăn, bởi vì Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự định cho Việt Nam vay 50 triệu đô la Mỹ khôi phục nguyên trạng mặt đường, trong khi Việt Nam muốn vay 100 triệu đô la Mỹ để mở rộng tuyến đường Xuyên Á. Là tài trợ nhưng Mỹ ngày đấy vẫn kể, cho nên đặt vấn đề bàn với Việt Nam, người ta nêu cơ đầu tiên là người ta khôi phục tuyến đường nhưng người ta không mở rộng. Khi ấy thì Ngân hàng Châu Á đặt vấn đề tài trợ cho ta là 50 triệu đô để mà khôi phục và như quốc lộ 1 thôi, tức là một cái đường khoảng 2 làn xe. Từ đó là Bộ trưởng lúc đấy là ông Lê Ngọc Hoàng đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp vận động để phải tài trợ nâng cấp con đường này lên. Tối thiểu là 4 làn xe, chúng tôi đã tìm mọi người các vận động bằng cách ADB nâng lên từ 50 triệu lên 100 triệu đô la. Khi kết thúc dự án xong thì ADB lập một cái báo cáo đánh giá đây là một cái dự án nổi bật về hiệu quả. Nếu đánh giá về mặt hiệu quả, về mặt kinh tế thôi, người ta chỉ tính là về lưu lượng về sự phát triển thì xét tiền kinh tế của các địa phương trong khu vực thì cái dự án này hoàn vốn lâu lắm rồi. Cho nên là Đúng là ông nhiều bài báo hiện nay là cũng nói là Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà kinh tế, nhà chính trị, thì ông đi trước bằng giao thông. Tình thế đó để thuyết phục ngân hàng ADB chấp thuận tăng vốn vay, ban quản lý dự án đưa ra dự báo phát triển kinh tế và dự kiến lượng xe lưu thông trên đường sẽ tăng đột biến. Khi mà cái vốn ADB chỉ cho là khôi phục hiện trạng ban đầu trên mặt đường Xuyên Á lúc đó chỉ khoảng 12 mét, thì việc mà khôi phục hiện trạng ban đầu thì nó chỉ đảm bảo cái việc giao thông êm thuận. Cái người mà chủ trì đàm phán ở phía nước ngoài là một ông rất có uy tín của ngân hàng phát triển châu Á, tức là ông John Kuni, người có rất nhiều kinh nghiệm mà thực chất ông cũng rất có cảm tình với Việt Nam. Những người công tác ở ngân hàng phát triển châu Á đầu tiên là những cái người rất có cảm tình với Việt Nam, và ta cũng tỏ ra cái mối thân thiện với những cái cán bộ này, từ đó thuyết phục được phía hội đồng quản trị ngân hàng. Rồi một mặt là ông tầm cao, có một cái sự vận động. Thưa quý vị, ngày ấy nếu như dự án đường Xuyên Á chỉ dừng lại ở việc là khôi phục hiện trạng mặt đường cũ, thì có lẽ là mãi mãi con đường này sẽ vẫn chỉ là một con đường nhỏ hẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên rất may là câu chuyện về con đường này đã có một diễn biến hoàn toàn khác, mang đến cho con đường một số phận, một tương lai hoàn toàn mới. Cái tầm nhìn của Thủ tướng Phan Khải thời đó là rất tuyệt vời đó. Tại vì nếu mà không mở rộng quốc lộ 22 thì không phát triển cái khu kinh tế, và đặc biệt là cái vùng kinh tế trọng điểm ở phía đông, và đặc biệt là kết nối cái vùng khu vực kinh tế của ASEAN. Chú Lê năm 91 nè, hồi trước đây là chỉ những cái chỗ người ta trồng sắn, trồng khoai mì hay trồng gì đó thôi, không có nhà dân, vắng lắm. Đường Xuyên Á được xây dựng nhằm phát triển hai tuyến giao thông quan trọng. Một là tuyến giao thông xuyên quốc gia từ thành phố Hồ Chí Minh đến Mộc Bài, Tây Ninh qua Campuchia và Thái Lan. Hai là tuyến giao thông liên tỉnh nối thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc về các tỉnh miền Tây. Phía Việt Nam kiên trì vận động, đấy là mở rộng ra. Mà Thủ tướng cũng ngày đấy sau cái làm đề nghị là phải quy hoạch đến 8 làn xe. Thì lúc đấy chỉ đưa ra mặt đường khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ Thủ Đức về đến An Sương ấy, là rộng 33 mét. Cái tư duy mà 33 mét lúc đấy là cũng lớn lắm. Cũng nhiều người có hỏi tôi rằng tại sao cái đường Xuyên Á mà có nhiều quy mô khác nhau lắm. Chính xuất phát từ đấy. Tức là đến cây số 8 ở Hóc Môn thì 33 mét, rồi lên từ cây số 8 Hóc Môn lên đến Củ Chi là 24 mét, rồi từ Củ Chi đi lên đến biên giới Mộc Bài chỉ có 14 mét. Năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3 triệu người. Đến năm 2000 tăng lên khoảng 5 triệu người và hiện nay gần 10 triệu người. Rõ ràng dân số tăng và nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng nên tuyến đường Xuyên Á ra đời, tăng tốc cho đất nước phát triển. Việc đầu tư mà mở rộng cái đường Xuyên Á cái thời điểm lúc đó là phải nói cũng rất là quan trọng. Nó kết nối cái đường Xuyên Á đi xuống Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài. Mà cửa khẩu Mộc Bài lúc đó là một trong những cái vùng kinh tế trọng điểm để phát triển, thu hút cái lượng hàng hóa. Từ lúc hiện trạng cho tới lúc mở rộng là hầu như là kinh tế phát triển dọc trên trục quốc lộ 22. Giờ quốc lộ 22 là giờ quá tải, và đặc biệt là khu vực Tây Ninh là khu vực phát triển các khu công nghiệp trải dài trên cái trục quốc lộ 22. Thưa quý vị, có thể thấy là dù đất nước còn nghèo, tuy nhiên các nhà quản lý vẫn có được tầm nhìn vượt thời gian và không gian để quyết tâm đầu tư cho con đường Xuyên Á, tạo đòn bẩy cho thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận có thể phát triển kinh tế mạnh mẽ. Và như vậy là câu chuyện về con đường Xuyên Á lại góp thêm vào chuỗi câu chuyện về những chiếc cầu, những con đường quê hương được xây dựng bởi nhiều công sức, trí tuệ của những con người đầy tâm huyết.